Màn hình cong 1000R, độ phân giải 2K, tần số quét 240Hz, độ trễ 1ms, độ bao phủ màu sắc đẹp, thiết kế tốt và quan trọng là mức giá chỉ hơn 16 triệu đồng là những điều mà mình thấy được trên chiếc màn hình Samsung Odyssey G7. Là màn hình 1000R đầu tiên trên thế giới, Samsung cho ra mắt Odyssey G7 với mục đích phục vụ nhu cầu gaming là chủ yếu. Dành cho những ai chưa biết thì R sẽ là viết tắt đại diện cho bán kính tròn. Giá trị R càng nhỏ, đường cong sẽ càng sâu. Odyssey G7 được thiết kế với độ cong 1000R thì sẽ tương tự như võng mạc mắt người. Đối với bạn nào mà mới chuyển sang sử dụng màn hình cong chưa quen thì khi chơi các tựa game bắn súng sẽ hơi tiền đình đau đầu chóng mặt một chút. Nhưng mà khi quen rồi thì trải nghiệm quan sát và thao tác khi chơi game sẽ tốt hơn. Tần số quét 240Hz sẽ hạn chế tối đa tình trạng giật hình, mang đến những chuyển động mượt mà. Tốc độ phản hồi 1ms G2G giúp các thao tác chuột chính xác, khung hình rõ nét, không có hiện tượng bóng mờ từ màn hình gaming của Samsung. Là màn hình có độ phân giải QVHD 2560x1440, khá tương tự với màn hình QHD, đều là màn hình 2K, thế nên có sự vượt trội về các mật độ điểm ảnh gấp 1,7 lần so với màn hình Full HD thông thường. Độ bao phủ màu sắc lên đến 100% sRGB, tấm nền là tấm nền VA. Với mức giá chỉ hơn 16 triệu đồng mà Samsung trang bị tốc độ phản hồi tốt nhất trên thị trường hiện nay là 1ms G2G, thì với tấm nền VA sẽ là một mức giá theo mình nghĩ là hợp lý. Đối với màn hình cong, góc nhìn trực diện sẽ là góc nhìn tốt nhất. Vì thế, các sản phẩm màn hình cong thường sẽ giảm bớt sự linh hoạt. Tuy nhiên, đối với Odyssey G7, Samsung vẫn sẽ thiết kế để sản phẩm có sự xoay chuyển cực kỳ linh hoạt. Phần khớp nối giữa màn hình và chân đế rất chắc chắn và trơn tru. Các bạn hoàn toàn có thể nâng lên, hạ xuống, quay trái, quay phải, ngửa lên, ngửa xuống rất là dễ dàng. Thêm vào đó, sản phẩm này còn có thể quay được một góc 90 độ, điều mà chỉ thấy trên các màn hình phẳng. Đối với màn hình cong thì khi để dọc, các bạn sẽ làm việc đọc báo, giải trí cho cảm giác không phù hợp lắm và về phía mắt của mình nhìn khá khó chịu. Chính vì thế mà như đã nói ở trên, theo cá nhân mình thấy thì mẫu màn hình này chỉ phù hợp với nhu cầu gaming. Về mặt thiết kế thì điểm nhấn đầu tiên phải nhắc đến chính là khu vực lõi chiếu sáng đằng sau với 5 chế độ làm nổi bật cho chiếc màn hình gaming của các bạn. Các bạn có thể chọn màu Ice Blue mặc định này hoặc là bất kỳ màu sắc yêu thích nào để tạo không gian giải trí của riêng mình. Trên đế hình chữ V, một thiết kế khá quen thuộc đối với các sản phẩm màn hình, mức độ hoàn thiện tốt. Và vì đây là màn hình 1000R, thế nên là mẫu màn hình này sẽ hơi dày một chút. Nhưng bù lại thì phần chân đế cho phép các bạn đi dày ở bên trong, thế nên là sẽ gọn gàng hơn. Ở mặt trước thì cạnh viền mỏng, ở cạnh đáy, Odyssey G7 có trang bị hai chiếc đèn đồng bộ với cả lõi chiếu sáng đằng sau. Thiết kế cực gaming cho phép các bạn có thể điều chỉnh lại màu sắc. Có duy nhất một nút điều khiển ở mặt trước, phía dưới cạnh đáy có thể điều chỉnh các thiết lập tại đây. Về cổng kết nối thì chúng ta sẽ có cổng nguồn, hai cổng USB Type-A, một cổng tai nghe 3.5, hai cổng DisplayPort và một cổng HDMI. Về các công nghệ thì đầu tiên sẽ là công nghệ HDR600 làm nổi bật khung hình tối, giúp tăng cường tối ưu độ tương phản, làm sáng các chi tiết ngay cả khi ở trong khung hình tối nhất, cho phép các bạn nhìn rõ đối thủ của mình khi ở trong các trận game. Thứ hai, theo như hãng cho biết thì màn hình còn trang bị công nghệ QLED của Samsung nghiên cứu, giúp tái tạo lại màu sắc, giúp màu sắc sống động và sắc nét hơn. Tuy nhiên thì độ sai lệch màu sắc của màn hình này khá cao, thế nên là đối với những ai có nhu cầu mua chiếc màn hình này để làm đồ họa thì theo mình nghĩ sẽ là không nên. Cuối cùng thì sẽ là công nghệ NVIDIA G-Sync Compatible, giúp đồng bộ hóa hình ảnh giữa GPU và bảng điều khiển, loại bỏ hiệu quả tình trạng xé hình, lặp hình và giật hình thường thấy. Công nghệ này thì sẽ dựa trên công nghệ VRR tương tự với cả FreeSync của AMD. Tổng kết lại thì mẫu màn hình này sẽ là màn hình chuyên gaming phù hợp cho những ai đam mê các tựa game thiên về sự phiêu lưu, đua xe hơn là thiên về văn phòng hay là đồ họa. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả của video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.